Hi, xin chào mọi người. Hiện tại thì đang là cuối tháng 7 và đầu tháng 8 thì có rất nhiều bạn sinh viên mới cũng đã bắt đầu onboarding, cũng bắt đầu chuẩn bị cho hành trình sắp tới của mình ở nước Anh. Một số bạn mới Việt Nam thì các bạn cũng có nhắn tin hỏi mình là về cuộc sống và công việc làm thêm ở bên UK này như thế nào. Thì hôm nay thì mình cũng có một video chia sẻ về công việc làm thêm ở đây để các bạn có thể hiểu hơn. Hiện tại thì công việc làm thêm đa số ở bên Anh á, do các bạn du học sinh á, thì đa phần như thành phố của mình đang ở là thành phố Leeds thì các bạn sẽ làm những công việc liên quan đến chân tay là chính, và mình cũng có làm công việc chân tay. Thì video này mình sẽ chia làm hai phần. Một phần là mình sẽ nói về cách tìm việc và những công việc phổ biến ở cái thành phố của mình ở, đó là thành phố Leeds, cũng như là một vài người bạn của mình ở những thành phố khác. Và cái thứ hai là mình chia sẻ một ngày làm việc của mình tại cái công việc làm thêm của mình ở quán trà sữa. Các bạn cùng theo dõi nha. Các công việc phổ biến ở thành phố này thì dành cho các bạn sinh viên á, thì các bạn sẽ thấy là thứ nhất là những công việc liên quan đến bồi bàn là công việc phổ biến và có số lượng tuyển nhiều hơn các ngành khác. Bồi bàn thì họ cũng sẽ tuyển và sẽ trả lương, ở đây nó có một cái lương gọi là lương tối thiểu dành cho người đi làm, và cái lương này thì cũng khá là ok nó với mức sống ở đây. Mỗi giờ làm các bạn sẽ được trả là 10.42 bảng. 10.42 bảng là cũng hơn 300.000 Việt Nam đó, và cái tiền đó thì bạn có thể ăn được một bữa ở nhà hàng, nói nhà hàng thôi, ở quán ăn ha, quán ăn, nhà hàng là cửa hàng bán đồ ăn này kia đó, chứ không phải là kiểu nhà sang trọng kia ha. Thì một giờ các bạn có thể ăn được một phần ăn thì nó cũng tương đối tốt. Công việc thứ hai là các bạn hay thấy đó là làm việc bán hàng ở trong các cửa hàng siêu thị, các thể loại shopping mall các thứ. Công việc thứ ba là làm gia trường thì các bạn có thể làm là thời vụ hoặc là làm cơ hữu luôn. Thì có một số người họ tuyển bạc tham và họ có trường họ tuyển bạc tham và họ các bạn có thể làm liên tục trong học kỳ và kể cả trong mùa hè luôn. Còn một số trường thì như trường mình đó thì mình có làm cho trường, nhưng mà trường chỉ tuyển dạng như là thời vụ khi mà có event, khi mà có sự kiện, những hoạt động lớn trong năm như là chào đón các sinh viên mới hay là chào đón những cái đoàn khách này kia thì họ mới kêu mình đi làm. Còn nếu không thì mình cũng không có cái công việc thường xuyên ở trường lắm. Thì đó là ba công việc phổ biến nhất mà mình thấy ở các bạn khi mà đến UK làm. Thì ba công việc này các bạn sẽ tìm kiếm ở đâu? Các công việc này thường là họ sẽ tuyển có một vài kênh chính. Thứ nhất là họ tuyển ở trên những cái trang tuyển dụng, ví dụ như là Indeed hoặc là LinkedIn hoặc là trên website của họ. Cái thứ hai đó là họ dán thông báo ở cửa hàng của mình, ở những nơi mà họ ở trường hay là cửa hàng hay là siêu thị gì đó, họ dán thông báo. Và cái thứ ba đó là họ không có tuyển dụng một cách công khai, mà họ tuyển dụng thông qua giới thiệu, tức là nhân viên cũ giới thiệu nhân viên mới. Thì đó là ba cách mà họ sẽ hay tuyển. Và việc của mình, việc của các bạn sinh viên mới, nếu mà các bạn muốn tìm kiếm cơ hội thường thường là thì mình cũng tìm kiếm qua ba kênh đó. Cái kênh online, tất cả những kênh online về tuyển tìm kiếm việc làm. Các kênh offline, tức là cái kênh về các bạn đi qua một cửa hàng hay là đi qua một siêu thị hay đi qua trường thì để ý những cái poster, những cái thông báo dán. Và cái thứ ba đó là mình phải kết nối với tất cả những cái người mà ở trong cộng đồng của mình. Ví dụ như ở cái cộng đồng của mình thì ở đây hiện tại là tụi mình có việc shortlist. Thì là việc shortlist là các bạn rất là kiểu như hay share thông tin với nhau, chung lớp chung trường thì các bạn này cũng sẽ share thông tin khi biết. Và các bạn nói chung là mình phải chủ động tìm kiếm cơ hội hay là đang tuyển bán mình. Ok, mình muốn tìm việc còn để nó ai có biết hay không giới thiệu mình với. Nếu mà thật ra một số kênh tuyển dụng online nó cũng hơi xui lắm. Hồi trước mình có kể mình sẽ kể các bạn nghe cái chuyện là mình đi tìm việc online và không có thành công tí nào cả.
Thời thời điểm đó thì mình mới qua tầm tháng đầu tháng 9 đó, thì mình nghĩ là ok để ổn định này kia ha, để ổn định sẽ đeo các thứ, nhà cửa rồi đường xá học hành này kia thì bắt đầu đi tìm việc. Vì thật ra hồi đó thì mình cũng có làm việc làm freelancer về marketing, về content, social cho mấy công ty ở Việt Nam. Hồi đó làm hai công ty, nhưng mà thật ra cái thì mình các bạn biết là cái social audience với lại cái marketing thì sẽ tính tiền theo giờ giờ làm về tư vấn với lại giờ dạy. Hồi đó mình có dạy marketing nữa, thì và cái social content thì mình sẽ nghiệm thu theo bài. Và đến tầm họ làm với mình tầm khoảng mấy tháng, tầm đến cuối năm cuối trước Tết đó. Trước Tết thì còn làm, Tết âm lịch còn làm, và sau Tết thì các bạn biết đó, làn sóng sa thải, làn sóng cắt giảm chi phí nhân công và mọi thứ, thì những cái job liên quan đến freelancer của marketing đó, nó cũng giảm đáng kể luôn. Tới hồi đó họ họ sẽ chú tâm vào chuyện là maintain hơn là tung ra những cái hoạt động mới này kia. Thì đó là những cái network của mình. Còn những cái hồi đó thì mình cũng khá là bận cho việc bài vở này kia, kết thúc học kỳ 1, và bắt đầu viết bài luận này kia cũng khá là mệt, cho nên là mình cũng không có một có một vài người mời mời nhận job, kiểu là mời mời để mình tham gia gọi là đấu thầu, thì mình cũng sẽ cứ làm test này kia để mà họ có thể nhận mình hay không. Nhưng mà hồi đó mình cũng không có willing để ngồi làm test lắm, thì nó cũng khá là mất thời gian. Thì lúc đó mình không làm nữa thì mình bắt đầu đi nộp vào những cái công việc làm chân tay ở đây. Công việc chân tay ở đây thì mình nộp lên một cái website, Indeed. Sau đó thì mình có được nhận vào công ty đó tên là Min Min People. Min People là công ty là nó chuyên cung cấp người cho các sự kiện, tất cả các thể loại sự kiện ha. Thì là 20 giờ một tuần đúng không? 20 giờ một tuần thì mình làm công việc đó thì thường là nó có 1 đến 2 sự kiện một tuần. Một hai sự kiện thì mỗi sự kiện tầm 6 đến 8 tiếng, thì khoảng mười mấy tiếng thôi, khoảng 14 15 tiếng thì tương cả 2 ngày trong tuần chứ mấy. Còn mấy ngày còn lại thì có mình thường thường là mình sẽ đi học khoảng có 3 ngày để làm 2 ngày. Thì đôi khi mình có muốn là ok có thể nào tăng lên 1 ngày nữa không để mình có thể cover hết ba ngày đi học và 1 ngày nghỉ ngơi thì ok hơn. Thì lúc đó mình cũng, nhưng mà sau đó sau cái đợt mà Giáng sinh đó, năm mới đó, thì các event của công ty đó nó giảm đáng kể luôn. Tức là cái thời mà lễ hội này kia thì nó rất là nhiều sự kiện, nhưng mà sau sau đợt tích ở đây tích dương lịch ở sau 1/1 thì cái event giảm hẳn và một tháng có vài sự kiện thôi. Thì lúc đó mình mới đi đi tìm việc. Mình tìm việc thì mình bắt đầu cũng sử dụng ba cái phương pháp hồi nãy mình nói các bạn ha, là lên website nè, đi, đi 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 vòng 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 ở ở những cái khu trung tâm thành phố ha. Ở Leeds thì đi qua City Center. City Center thì chúng mình ở cũng không xa lắm, mình đi qua City Center coi shopping mall hay là coi mấy cửa hàng đồ ăn đồ uống hay là coi các tiệm quần áo này kia đó, các đồ bán thủ công đồ các chỗ mà đông đúc á, để tìm. Thì mình cũng rải hàng loạt, rải khoảng cỡ ba bốn chục chỗ, ba bốn chục đơn cả cả online và offline. Ba bốn chục chỗ đó thì có vài chỗ kêu đi trial là đi thử việc á, thì mấy công việc dù như bán hàng hay là bán đồ ăn đồ uống thì người ta cũng đưa trial. Trial đây là để mình vô mình coi thử là mình có linh hoạt hay không, mình có bưng được đồ hay không, mình có nói chuyện được với khách hay không, mình có giao tiếp được với đồng nghiệp hay không. Thì đó thì họ muốn trial như vậy. Thì mình có đi trial ở bên một cái cửa hàng bán đồ ăn của người Đài Loan. Mình có vô đó trial một buổi đó là 6 tiếng. Thì mình thấy không có hợp lắm, cho nên mình nói với lại cái người quản lý là ok mình thấy công việc này không hợp và mình không muốn làm nữa. Sau đó thì mình được một người bạn ở chung nhà, bạn ấy tên là Đức Anh. Thì Đức Anh cũng học ở trường chung trường đại học với mình ở Leeds Beckett. Thì Đức Anh học ngành ngành về hospitality. Thì Đức Anh mới giới thiệu cho mình một cái job ở bên một cửa hàng trà sữa. Bởi vì hồi đó Đức Anh cũng đang làm, nhưng mà Đức Anh tính là khoảng sau đó vài tháng thì Đức Anh sẽ nghỉ. Thì Đức Anh mới giới thiệu mình và mình nộp đơn và mình tới trial chỗ đó.
Và đặc biệt là mình tour travel thì cái chỗ đó nó cũng công việc ở cửa hàng trà sữa thì nó nhẹ hơn, nó đỡ phải cực như mấy cái chỗ bán đồ ăn. Bán đồ ăn thì bạn phải vô bếp bạn làm hay là bạn phải làm nặng hơn, còn bên cửa hàng trà sữa thì mình thấy khá là dễ chịu. Tí xíu nữa các bạn sẽ coi ở phần cuối video nha, sẽ làm những công việc khá là dễ thương, chuẩn bị trà, chuẩn bị sữa rồi vậy đó, pha chế đồ thì nó cũng vui, nó cũng nó vừa là nhẹ nhàng mà nó vừa cũng xếp ở chỗ ở đó cũng cũng rất là dễ thương nữa, cho nên mình thấy ở đó ok, mình làm ở đó tới tới bây giờ luôn. Thì đó là cái cách mà đó là cái quá trình tìm kiếm việc làm thêm của mình. Thì ở chỗ mà mình đang làm thì họ sẽ cho mình rota tầm từ khoảng 2 đến 3 buổi một tuần. Thì maximum đó là 3 buổi, 3 buổi là cũng khoảng hơn 19 tiếng rồi. 19 tiếng là gần cận với là 20 tiếng trong cái số giờ làm việc được cho phép của sinh viên là maximum, gần như là maximum. Còn 2 tiếng là đôi khi những cửa hàng ế quá thì chủ sẽ bắt đầu giảm ca làm xuống để cho mọi người làm 2 ca khoảng 12 tiếng thôi. Thời điểm nào các bạn nên tìm làm thêm? Thì thời điểm mà mình qua thì mình delay khá là lâu. Cho nên là mình bị lỡ những cái công việc mà họ cần trong đợt Giáng sinh rồi đó. Thì nếu mà các bạn có thời gian á, thì các bạn nên nếu mà qua sớm tháng 9 thì bắt đầu tìm luôn, nếu các bạn có dự định tìm việc ha. Bởi vì đôi khi process nó sẽ không đến liền, cái process nó sẽ take time tầm một tháng, có khi là họ đợi cho mình cả cả hơn tháng á. Cho nên các bạn cứ nộp nộp dần, xong rồi thì tìm tìm xem những cái công việc đó các bạn muốn làm á. Thường thường là các bạn làm trong những cửa hàng thời trang hay là làm ở mấy cái phần phần dịch vụ á, CS ở đó, thì các bạn sẽ thấy cảm thấy là nhẹ hơn so với các bạn làm ở nhà hàng. Nhà hàng thì các bạn phải làm việc với bếp núc này kia, tuy nhiên là nhiều bạn thích làm dưới bếp, nhiều bạn thích nấu ăn, nhiều bạn thích không khí ở nhà hàng hơn thì các bạn cũng có thể nộp đơn, nhưng mà tốt nhất là hãy nộp sớm. Cái thứ nhất là nộp sớm ha. Cái thứ hai là hãy connect thật nhiều với là những cái bạn ở trong cái cộng đồng người Việt của mình, hay là cái những người bạn ở trong lớp, những bạn trong trường gì đó, thì connect thật nhiều để mà khi mà bất kỳ ai họ có giới thiệu thì họ sẽ nghĩ đến bạn, họ sẽ giới thiệu bạn. Cái đó là hai cái mà lưu ý, nếu mà mình khắc phục được thì mình sẽ khắc phục từ sớm. Thì đó là hai cái điểm mà mình nghĩ là các bạn mới sẽ cần. Có một cái thực trạng mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó, là ở ở bên phố của mình, thông qua những người bạn của mình, thông qua những cái network mà mình có ở đây, thì các bạn có chia sẻ là có một số chỗ họ sẽ cho phép bạn làm hơn 20 giờ. Tuy nhiên họ sẽ trả bạn là thấp hơn cái mức quy định tối thiểu là 10.42 đồng, và bạn được làm hơn 20 giờ một tuần. Thì cái này là tùy bạn thôi, bạn bạn muốn làm nhiều hơn, bạn muốn có thêm thu nhập để phục vụ cho cái nhu cầu cá nhân của mình thì cũng ok. Tuy nhiên về cá nhân của mình thì mình nghĩ là các bạn không nên làm quá nhiều, bởi vì thực ra mục đích của bạn đến đây là du học. Thì ok, trải nghiệm một phần, nhưng mà mình nghĩ là vẫn ưu tiên số 1 của mình là đi du học á. Đi học thì 20 giờ một tuần cũng là tính ra là các bạn sẽ làm trung bình là khoảng 3 ngày. Thường ca làm nó cũng vừa 6 tiếng đến đến 7 tiếng. Chứ còn làm quá lâu thì các bạn sẽ rất là mệt, và ngày hôm sau các bạn ra rời các bạn cũng chẳng có thể làm gì được hết. Thì mấy cái chỗ đó họ sẽ trả là, thay vì trả 10.42 á, thì họ sẽ trả là 9 đồng hoặc 3, 7, có chỗ trả 6 đồng luôn. Bạn mình có người làm ở 6 đồng rồi chấp nhận cứ làm mức cứ làm đó tại một cửa hàng làm nail của người Việt Nam, nhưng mà họ cho bạn đó làm là 30 giờ, bạn đó thì cũng muốn làm 30 giờ luôn. Thì ok, đó là cá nhân của mọi người, các bạn quyết định cái chuyện làm với cái chuyện trả công, cũng như là cái chuyện mà thương thảo giữa hai bên được thuận mua vừa bán thôi, không có vấn đề của mình, không có vấn đề về chuyện đó. Tuy nhiên là với cá nhân mình thì thường thường là mấy chỗ nào mà offer như vậy đó, thì mình sẽ không làm. Mình cảm thấy là đây là một hình thức nhân công hơi rẻ mạt, họ thích họ muốn làm như vậy thì đối với mình là mình không chấp nhận ha. Còn đối với các bạn khác thì ok, các bạn làm mình vẫn tôn trọng các bạn bình thường, không có vấn đề gì hết. Ok, đó là cuộc sống của bạn, tiền bạc, nhu cầu cá nhân,
chi tiêu của bạn. Thì thật ra bạn làm ít hơn hay bạn làm nhiều hơn thì người khác cũng cũng không có tác động đến cuộc sống của bạn, cho nên bạn cứ chọn. Như đấy là thực trạng nó diễn ra ha. Thì khi mà các bạn cứ cân nhắc thời gian cá nhân của mình cộng với lại những cái mong muốn cá nhân để mà coi thử là ok có nhận những cái job như vậy hay không. Thì bây giờ mình sẽ kể các bạn nghe cái công việc làm thêm gần nhất của mình, mình ghi lại ở cửa hàng trà sữa, cũng là cái kết cho video này luôn. Thì hy vọng là các bạn mới, các bạn sinh viên chuẩn bị qua cho năm học sắp tới, năm học 2023-2024, các bạn sẽ có thật nhiều trải nghiệm tốt. Và mình sẽ tiếp tục chia sẻ những video hữu ích cho các bạn ở trên kênh này. Các bạn đừng quên follow kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở thành phố Liên. Châu nè, đang nấu nấu hai nồi chân châu, mà mỗi nồi chân châu khoảng cỡ 2.000 2 kg, đợt nấu buổi sáng nấu 4 kg cộng với lại chuẩn bị trà, các loại trà khác nhau, đây là trà ô long. Thì mình sẽ nấu có mấy pha trà và có mấy cái nồi để nấu theo công thức chỉ dẫn. Cái ruộng không khó lắm, nhưng mà chỉ những người bạn ban đầu làm thì hơi khó thôi. Còn lại những người mà làm quen rồi thì cũng không khó được. Mình chuẩn bị mọi thứ đây. Cửa hàng sẽ mở cửa vào lúc 11 giờ. Và mình sẽ ready tất cả mọi thứ vào lúc 11 giờ. Cái này bị miếng nè. Xả hơi cái miếng này ra để nhiệt độ đủ nóng để mà làm nóng các loại đồ uống. Tiếng chuông đó là tiếng chuông kêu đi phải khuấy cái chân châu, bởi vì là nếu mà 5 phút á, nếu mà không khuấy thì cái mấy chân châu nó sẽ dính lại thì nó khi mà uống nó sẽ rất là khó chịu, cho nên là người ta có thiết kế một cái hệ thống để cứ 5 phút một lần mình phải đi khuấy cái nồi chân châu lên. Ok, đủ nóng rồi. Đây là tiếp tục series đi làm ở tiệm trà sữa. Thì việc đầu tiên trong ngày sẽ là đi vô và mở mấy cái máy nấu nước lên để chút nó xíu nữa nước sôi thì nấu chân châu. Sau đó thì đi check in và đi làm thủ tục mở tất cả cái máy nấu trà, máy đường, máy nước nóng ABC. Sau đó đi gấp mấy cái khăn này để vào đúng vị trí. Mấy người mới cười lắm nha, có mấy vị trí là phải để khăn màu hồng, có lúc là để khăn màu xanh. Tiếp theo đó thì sẽ đi sắp xếp đồ đạc và đi nấu trà, nấu tất cả các loại trà. Ở đây thì có bán 7 loại trà, sau đây chuẩn bị hết. Là tất
tới thăm bạn đoàn của mình. Hay hay hay, cứ phòng lốt lốt. Ông mua trà sữa. Có gì nè. Chưa. Ngày bán 1000 ly. Được. Bán ngày có 200 ly rồi. Nhiều quá, chất lượng nha. Thì là buổi sáng thì mình hay nấu trà sữa rồi đó, chuẩn bị nguyên liệu đó. Buổi tối thì mình sẽ bán tới 9 giờ tối xong rồi mình thì đóng cửa và bắt đầu vào dọn dẹp thì sẽ làm tới lúc tôm luôn, đi quét dọn nè, lau chùi, rửa tất cả các thùng đựng trà và đựng trà sữa các thứ. Sau đó thì mình sẽ đi lau chùi tất cả các tủ rồi các nơi luôn. Cộng với lại lau nhà và quét nhà, hút bụi, sắp xếp bàn ghế, tắt các thể loại máy. Thì thường là bán tới 9 giờ xong rồi sẽ làm lau dọn đến khoảng cỡ thường nửa tiếng, có khi chậm thì 45 phút. Thì sau đó thì mình sẽ đi về. Thì đó là hết ca làm việc của buổi tối cho công việc part time mà rất là nhiều người thích ở đây. Bởi vì bán trà sữa thì ở chỗ mình bán thì ông chủ cho uống một phí đó, là muốn bao nhiêu thì uống nào mệt thì thôi. Thật ra mình cũng uống tương đối thôi chứ không có thích uống trà sữa nhiều lắm, vì sợ ngán, không có sợ mập mà sợ ngán. Dạ, trà sữa của tụi mình tên là Cha Tham. Nếu mà các bạn thấy video này thì hãy ghé qua Cha Tham ủng hộ mình và cửa hàng của mình ở trên đường Woodhouse, cái bên siêu thị Morrison đó. Trà sữa ở đây thì khá là rẻ, 4 đồng 5 đồng một ly, rẻ hơn bên mấy cửa hàng khác. Cái này là chuỗi nha, chuỗi có cả ở toàn thế giới luôn, có cả mấy nước khác như Úc cũng có luôn, không biết Mỹ có không, nhưng bạn mình bên Úc thì vẫn có Cha Tham đó. Vậy thôi, phải lên lau dọn nhanh lên đi về, ăn cơm đói bụng quá.